sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách? Mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu. Mình không đền. Làm gì được mình? Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền. Con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xích. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích đi chiều. Mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa? Vừa mít ướt, vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu! Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đếm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi mà còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do. Thế nhưng, con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình. Và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Mối ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả? Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi đốm. Ba, ba, ba có sao không? Ha ha ha!
người tên xấu xa này sao? Chà. Dạ. Hay quá, con robot ngụm củ tỏi ơi. Tin mới nhận, một đoàn robot không hiểu từ đâu ra đã tấn công tất cả các khu dân cư trong thành phố. Tình hình hết sức nguy cấp. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó. Bám chặt vào. Ở đâu đây? Thời kỳ tiền kỷ sinh ra cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ôi vui bác, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giật bờ ba chủ địa cầu của ta. Không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch. Ba ơi ba, ba là bác. Ba có nghe thấy tụi con không? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Mình phải về trong đó đi cứu ba. Không vào rồi đâu đó, phòng đó kiên cố lắm.
Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè. Chất liệu nào cũng tiêu hết. Ba ba, ba có làm sao không? Cũng không có ơi, cũng không có. Đi tấn công bọn rốc cho ta. Nói to, bắt thuốc tăng chảy mà tôi nói đi. Trời ơi, bụ bự, đây là viên thuốc cuối cùng đó. Mình chỉ mày có mấy viên thôi, sử dụng hết rồi. Mấy con thú sẽ làm hại các bạn của con á. Tadis đã cho các con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ hành vi mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị ăn thịt. Mẹ, mẹ ơi, trả mẹ lại đây, trả mẹ ngươi lại đây. Xong hai tên, tập luyện có hiệu quả quá. Ngầu quá. Ủa, bụi bự, có phải bụi bự không? Đốt, đốt thiệt hả đốt? Oh yeah. Hay quá, bạn cũng ở đây. Để mình kể cho bạn nghe chuyện này ghê lắm nè. Thì ra thành phố của mình bị robot phá nát, nên bạn mới trốn ra đây hả? Ừ, còn bạn thì sao? Thank you.
Từ đó, mình đã luyện tập rất nhiều để kiểm soát được năng lực thiên nhiên. Ê, có lần mình nhìn thấy một tên giống y chang như đốm kể vậy. Ở đâu? Ở đâu? Ở núi Nghiên. Sư nhân đỏ nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn bay đi luôn. Sư nhân đỏ đến vừa kịp lúc để cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả cô? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi sư nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Ê! Cảm ơn mẹ, con đi học đây. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha. Sao? Các bạn đọc thấy sao? Có được không? Mình thấy bình thường à, không hay bằng siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện, nhưng hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Con sẽ không bao giờ viết chuyện hay là vẽ nữa. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đã làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được diễn như vậy nè ba. Trái đất từ xưa đã được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Mẹ thiên nhiên cho năm nguyên tố cơ bản để phát triển. Mẹ cho nước để uống, cây cối để hít thở trong lành, lửa để xua tan đêm đen, đất đai để sinh sống, và kim loại để con người phát triển. Nhưng con người không hề biết quý trọng thiên nhiên. Họ dùng những robot để khai thác thiên nhiên. Không may, robot nổi dậy, chúng tấn công con người. Ý ông nói là con người và thiên nhiên đã gặp nguy hiểm. Chính xác, nhưng vẫn còn hy vọng. Đó là con đố đớm. Thằng đớm nó biết ăn ngủ thôi chứ hy vọng cái gì. Vì sức mạnh của các nguyên tố thiên nhiên đang ở trong người của con đố đớm. Vô lý, không thể nào.
Hả? Ba mẹ coi chừng. Nó đã bị điều khiển rồi. Đúng vậy, thằng nhóc này có sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh mà ta đang cần. Lùi lại. Mẹ, mẹ ơi, trả mẹ lại đây. Mẹ, mẹ. Sao em có linh cảm không tốt cho thằng Đốm?
Trời ơi, một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, bụng bự sẽ thua mất. Hay quá, đây là một bay lượn. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết, thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một con thân. Một con nó cắn thùng lại, kệ ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Trời ơi, thiên thạch kìa, nước nhanh đi. Muốn hỗ trợ coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ. Dạ, con xin lỗi, đã phá pháp lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Đốm ăn xong thì ngủ trưa nha. Ba mẹ đi công việc, chiều ba mẹ về. Ba mẹ đi công việc gì vậy? Ba mẹ đi gặp chú Báo Hồng để bàn chuyện kinh doanh. Chú Báo Hồng có bộ lông màu hồng hả ba? Không, chú ấy có bộ lông vàng và đốm đen. Vậy tại sao lại có tên là Báo Hồng? Đốm mà, tên có thể đặt bởi nhiều lý do, không phải do đặc điểm của hình thể. Vậy sao con tên là đốm? Bởi vì ba mẹ thích như vậy. Ba mẹ bạn tay to và bụng bự cũng như vậy đó thôi. À, con hiểu rồi. Vậy ba mẹ gặp chú Báo Hồng ở đâu? Ở một quán cà phê trong thành phố. Vậy chú ấy đi xe gì đến vậy mẹ? Sao hôm nay đốm hỏi ba mẹ nhiều quá vậy? Dạ, sáng nay cô dạy, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học đó ba. Ồ, đốm của bà giỏi quá, biết vận dụng bài học như vậy là tốt. Dạ, con cảm ơn ba, vậy tí nữa mới nhờ ba mẹ đi. Ăn cơm xong, mẹ rửa chén rồi sẽ đi. Tại sao mình phải rửa chén hả mẹ? Thì mình phải rửa chén mới có chén sạch để sử dụng tiếp. Vậy tại sao mình phải rửa liền mà không để tí nữa rồi rửa? Nếu không rửa ngay thì sẽ có nhiều vi khuẩn trên chén. Vậy con vi khuẩn nó tên gì vậy mẹ? Thôi thôi, đốm ăn nhanh lên, chiều ba mẹ về rồi hỏi tiếp. Ây da, đau quá, mình không chơi nữa đâu. Hả, đang vui mà, chơi tiếp đi. Đúng là mập mạp nên lười biếng mà. Mà bụng bự ơi, tại sao bạn lại mập dữ vậy? Tại vì mập mới dễ thương, ba mẹ mình nói vậy á. Vậy có phải do mập nên mới lười biếng không? Mình không có lời, tại vì mình mệt nên mình không chơi thôi. Vậy là mập nên sẽ mau bị mệt. Sao bạn lại nói bụng bự như vậy? Bạn ấy giận rồi đó. Mình không biết nên hỏi thôi mà. Sao phải giận?
Mà sao răng bạn lại to quá vậy? Vì mình là loài thỏ, răng cửa luôn to như vậy. Răng to vậy, chắc phải tốn nhiều cây nấm răng lắm ha. Cũng không hẳn, mình chỉ dùng một lượng dừa thôi. Trời ơi, bạn nói chắc là miệng bạn sạch lắm vậy? Bạn thật là vô duyên, mình cũng không thèm chơi với bạn nữa. Sao kỳ vậy ta, ai cũng ghét mình hỏi đó. Đốm về rồi hả con? Ủa, sao nhìn con buồn vậy? Các bạn giận và nghỉ chơi con rồi, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Đốm thử kể mọi việc cho ba mẹ nghe xem nào. Đốm à, có những câu hỏi rất tế nhị mà chúng ta không nên nói ra vì sẽ khiến người khác buồn. Đôi khi cũng làm phiền người khác nữa. Con đã hiểu rồi, con phải tập nói và tập hỏi lại thôi ba mẹ, vì đốm lúc nào cũng muốn mọi người vui. Kiểu này tụi nó bị thương mất. Thôi cản tụi nó lại thôi. Những con muốn mẹ nó đến nhau nè. Không được, siêu lớn quá. Mạng cây không có tác dụng. Quà của bà ngoại tặng đốm đó. Thích quá, con cảm ơn mẹ. Con nhớ viết thư cảm ơn bà ngoại nha. Dạ. Mình đã chán dẻ rồi. Đốm thương, bà nghe nói cháu muốn trở thành họa sĩ khi lớn lên. Hy vọng cháu sẽ thích món quà này. Bà ngoại của cháu.
Thưa mẹ, con mới về. Con đã gửi thiệp cảm ơn cho bà ngoại chưa? Dạ, dạ rồi. Ngoan lắm. Trời ơi. Mẹ ơi, đồ chơi của con nó mất rồi. Mẹ cất hết đi rồi. Sao mẹ lại làm vậy? Vì có người nói dối mẹ. Tại sao vậy? Trời, con thích món quà bà tặng. Viết thiệp cảm ơn bà, đó là thể hiện sự biết ơn của con. Đó là điều nên làm. Nhưng mà con đã không làm mà còn nói dối mẹ nữa. Mẹ rất thất vọng. Đồ chơi của con sẽ bị tịch thu. Từ giờ tới cuối tháng, con sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào hết. Bà ngoại thương kính, cháu cảm ơn bà vì đã tặng bút chì màu. Mẹ Thiên Nhiên hả con? Đúng rồi, đã đến. Con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ Thiên Nhiên. Ngông cuồng! Rồi bố các người nghĩ có thể tàn phá được Thiên Nhiên sao? Con người đã tạo ra mấy móc. Mấy móc phá hoại Thiên Nhiên, phá hoại cả con người. Lá chắn ô rồi. Đúng rồi, đúng. Mình cứu được mẹ bạn rồi nè. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Ngươi thua không phải ta, không phải rượu, mà là loài ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi. Thiên nhiên đã bị chính các ngươi phá hủy. Chính con người đã phá hủy thiên nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại thiên nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại thiên nhiên. Vậy thì mẹ thiên nhiên phải đi trừng phạt con người chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài, thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Hi!
Bất kỳ giờ này mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn, mình sẽ ăn cho đã. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cha mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lụm được cái này nè, con chỉ cầm lên vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? Với cái này ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đã quá đi. Bạn vừa ăn kẹo của mình đúng không? Có mắt nào của bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn thì không ăn, không lẽ nó tự biến mất? Mệt. Không biết rồi nha. Ê, đứng lại. Yeah, ta là vua của thế giới. Giờ thì ta có thể làm mọi thứ mà không ai có thể ngăn cản được. Chết, ta ra xuống rồi. Yeah, chụp được rồi, may mà an toàn. Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi. Mong đưa ta về nhà. May mà vợ có thể về nhà được. Nếu không thì không biết sao nữa. Ta không còn thứ nguy hiểm như vậy nữa. Ghê quá à. Như là chơi với súng vậy. Không biết khi nào sẽ chết nữa. Quăng đi cho yên chuyện. Trên thế giới có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè! Chết nè! Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi.
Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Thiên nhiên thì đã bị phá hoại không? Dạ, con biết, nhưng mà ông đang bị bốc cháy kìa. Nó rất đặc biệt, ta đã nghe được tiếng khóc của cháu. Nghe ta nói, cháu thì gia đình phải chạy đi. Mọi việc ở đây cứ để cho ta lo. Nhanh đi vào cổng dịch chuyển, nó sẽ dẫn cháu tới nơi cháu cần tới. Nhưng mà còn ông thì sao? Ta ra ở đây cải tên lại, còn nhiệm vụ của cháu là thử lý đại đất. Con sao ông để ông ở đây một mình đâu? Đi đi đừng trách tim, ở đó sẽ có người dạy cho cháu cách sử dụng năng lực của mình. Vì cháu là người được chọn. Chúng mày biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm gì đó?
Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Dạ, thật yếu đuối như các người mà đòi chống lại ta. Biết không thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta, còn không thì... Kìa bác, đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác, đừng ngoan cố nữa, hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, ta đâu có hại. Ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người, uổng công vô ích. Ta chỉ cần hợp chất emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta. Cư dân của ta sẽ bất tử. Sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Thành ít đã kích điện em ấy rồi. Chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng khuyên đó là do mi gây ra. Nạp năng lượng đây là đủ rồi. Chúng bay sắp đến chứng minh vô địch của ta. Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Không ổn rồi. Chúng đông quá. Đây là áo chàng tàng hình, mặc nó dạo, vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay, ngon nhà vô. Cây! Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta. Có vẻ người đã luyện tập rất kỹ rồi. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại,
nước phun ở miệng. Trận này ta thắng, ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Đêm sáng này ấm quá. Mẹ Thiên Nhiên, ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Buồn ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc cũng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi, mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có, mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn, nhờ mẹ chỉ thì ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Rồi mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các người lại. Liêu liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà vất vả thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà. Sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Mệt quá à. Chạy gì nổi nữa mà chạy. Thần Tài ơi, con tận dụng chiếc xe đồ chơi được không ạ? À? Cũng được. Xài được cái gì thì cứ xài đi mấy đứa. Xài láng luôn. Kiểu này mình thắng chắc. Mình nói mà, bạn chạy đường trường làm sao lại mình. Cuộc đua này mình thắng chắc rồi. Ui da, ở đâu có cái tủ vậy nè? Tao mới dời ra để tăng độ khó đó. Vạch đích ở ngay sau cái tủ. Còn không mau chạy đi, ở đó mà càm ràm. Sao đây ta? Tủ này không chui lọt ở dưới rồi, cũng không leo qua được. Vậy chỉ còn cách chạy vòng qua thôi. Leo tường cũng biết nữa hả? Sao cái gì cũng biết hết trơn trời.
Trời ơi, mình đi được trên mọi địa hình luôn mà. Cái tủ này có lạ gì đâu. Leo qua tủ thì sẽ nhanh hơn, nhưng phải leo xuống nữa. Nếu mà chạy vòng nhanh á thì sẽ đuổi kịp. Kịp rồi, bây giờ mình leo xuống thì mình cũng đã đuổi kịp rồi. Trời, không ngờ ốc sên cũng can đảm ghê luôn á. Thấy dập đất rồi, đi lên, một xíu nữa thôi. Ôi không, văng mất cái bánh xe rồi, làm sao mà chạy. Con, cho cái tủ dừng lại, đừng có đè lên bạn của con. Khó khăn lắm mới được một điều ước, con không ước gì cho bản thân mình sao? Dạ không, đáng lẽ ốc sên đã thắng nếu lọ muối không dở ra trước vạch đích. Ồ, còn gì nữa không? Con đã nhận ra mỗi người đều có ưu điểm riêng. Ốc sên tuy chậm chạp nhưng leo từ rất giỏi. Đớm giỏi lắm, ta thưởng thêm cho con một cái bánh kem nữa nha. Bánh kem nhỏ quá, chỉ đủ mình con ăn thôi. Phải chi á, ông miếng tay to nhỏ lại để cùng ăn nữa. Ý kiến hay lắm, vậy tất cả cùng ăn bánh kem nha. Nóng quá. Trời ơi, mấy ngày nay trời đã nóng mà còn bị cúp điện nữa chứ. Ở trong nhà nhả cái lò lửa luôn mà không biết sao cúp điện gì mà lâu quá vậy. Em đứng ở dưới nha, anh leo lên sửa coi thử tủ điện bị hư cái gì mà cúp hoài à. Trời ơi, nguy hiểm quá, dừng lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà lo, anh mình rành mấy vụ này lắm. Anh mình là chuyên gia sửa ống nước mà. Ủa, chuyên gia sửa ống nước có biết gì về điện không mà sửa? Trời ơi, đừng, nguy hiểm lắm. Trời, nguy hiểm quá, phải cứu hai người họ mới được. Nhưng cứu làm sao đây, đụng vào là cũng bị điện giật luôn đó. Mình biết cách. Bụng bự, đi gọi người lớn cứu đi. Nhanh lên tay con, lấy giùm mình cái lớp xe cao su về đi. Khi cứu người bị điện giật, đầu tiên ta cần đứng trên một vật cách điện, tốt nhất là cao su. Tiếp theo là phải cách ly người đó ra khỏi vùng nguy hiểm. Bây giờ mình có thể sơ cứu cho họ rồi đó. Có với phỏng nè, để mình lấy nước lạnh. Không được, phỏng với điện giật là không được dùng nước xoay dầu hay cạo gió, sẽ làm tình trạng nạn nhân phức tạp hơn đó. Đúng này nè bác. Các con nhớ, không bao giờ được tự ý sửa điện. Nếu gặp người bị điện giật thì làm như đốm vừa làm, rồi lập tức gọi người lớn. Vì điện rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Dạ, sau hôm nay thì chắc tụi con không dạy gì mà phá điện nữa đâu. Cái này đẹp quá ạ. Còn mình thì thích trái dưa hấu này hơn, giống y như thiệt vậy đó. Wow,
Mình về trước đây. Ủa sao vậy? Còn sớm lắm mà. Khi mẹ em phát hiện ra, mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đốm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Đốm, con đang làm cái gì vậy? Con chị. Thưa ba mẹ, con đi học đây. Con xin lỗi vì đã làm dở con dây chân tím màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đốm. Thằng ranh con, ngươi đừng hòng đuổi kịp đó. Tôi chạy không nổi nữa, đại tỷ. Trên mặt vô dụng này. Khỏe rồi, không phải chạy nữa. Đáng đời hai tên trộm kia. Thì ra là mơ. Thật tiệt nếu như là... Ta là chàng cao bồi, thích tiêu diệt kẻ xấu. Ui da, ai đứng không nhìn đường vậy? Sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Ở đâu có kẻ, ở đó có đốm cao bồi. Wow, chàng ai quá, công chúa thay ta có thể theo chàng không? Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài về vấn đề ẩm thực ạ. Xuất phát nào, vì chính nghĩa diệt gian tà, vì chính nghĩa diệt gian tà. Các ngươi đừng sợ, đã có ta. Con thú kia, mau khuất phục, kẹo tay cho ngươi nó đâu. Tao không muốn thành sườn xào chua ngọt cho con thú này sơi đâu. Ta sẽ trọng thưởng nếu chàng thuần phục được nó. Tất cả lui về phía sau. Hay da. Hả? Nó của ba mình. Nó chết rồi hả? Không sao đâu, nhưng chúng ta thả nó ra nha. Không thể thả, phải trừng phạt nó. Chúng ta chọc nó trước mà. Với lại, nó chỉ là một con chim yếu quá. Ui da, nó đã cắn rớt mũ của ba mình. Ba bạn sẽ tha lỗi cho tụi mình nếu như tụi mình nói thật. Thế nào, bạn có chịu không? Hay muốn bạo lực tiếp hả?
nhà đi Miêu Miêu. Chết nè. Chết rồi chưa? Mày dám chạy đâu? Con gián. Con gián bò đâu rồi đó? À dạ, hình như nó chạy ra ngoài cửa rồi mà. Con gián đâu? Con gián đâu rồi? Hả? Con gián nhìn cũng dễ thương mà ta. Sao mẹ lại ghét con gián vậy ta? Nhìn cũng giống con dế hay cào cào thôi. Mình nghe tivi nói mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Chắc là gián phải có nhiệm vụ gì đó, đúng không? Bạn nói đúng đó. Chắc là mình phải bảo vệ loài gián thôi. Có chuyện gì vậy? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê của bạn được không? Mấy bạn đợi mình xíu nha. Ủa, mà mấy bạn định làm gì vậy? Tụi mình nuôi con này nè. Hình như phụ nữ ai cũng sợ gián. Được rồi, mấy bạn dám nuôi gián hả? Bây giờ bạn đã có nhà riêng rồi. Bạn muốn làm gì cũng được, không sợ ai phá hết. Trời đất ơi, ở đây mà nhiều gián quá vậy. Trời ơi, ai cứu tôi vậy? Hey, biệt đội tiêu diệt gián đã có mặt. Chết chết nè, chết rồi nè, chết rồi nè. May mà có các mẹ với dây to cứu đó. Còn hay quá ha, dám nuôi con gián. Con có biết là con gián là loài côn trùng mang mầm bệnh cho con người hay không? Dạ, tại tụi con cũng phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đúng là mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Nhưng nhà ở không phải là nơi để nuôi gián. Giống như con người thì không thể sống ở dưới nước gì đó. Con biết chưa? Dạ, bây giờ tụi con hiểu rồi. Sau này con sẽ không nuôi những loài có hại trong nhà nữa. Thưa quý ông quý bà, chào mừng đến với buổi ra mắt phát minh mới nhất của tôi. Đó là robot bảo vệ. Đây là mẫu robot hiện đại nhất, không những có thể khống chế kẻ xấu trong nháy mắt mà còn có thể đoán trước ai sắp phạm tội để ngăn chặn kịp thời nữa đó. Phát hiện có kẻ xấu. Bị phát hiện rồi, dù là thượng sách. Trời đất ơi, mau bắt hắn lại đi. Bác bò vàng có bị sao không? Tên này nguy hiểm quá. Con robot này rắc rối rồi đây. Công nhận robot mới của ba đốm dữ thiệt á. Ấy, nhìn kìa, vừa nói là tới luôn rồi. Robot đang đi tuần tra kìa. Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Mau chạy ra xem sao. Ê, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Cái tên kia, mau dừng lại. Không dừng thì các ngươi làm gì ta? Tên robot này đã tống đại ca ta vào tù.
Hôm nay ta phải trả thù. Tên kia giờ có làm cách, còn cô ta ở đây, đừng hòng hai chết lại nhỏ. Robot à, bạn có sao không? Tôi không sao. Các bạn mau chạy đi, tên này nguy hiểm lắm. Không được, chúng ta phải cùng nhau chống lại hắn. Đúng đó, vì mạnh đến đâu á cũng cần những người bạn giúp sức. Cùng sống lên nào mọi người. Trời ơi, đông quá, biết bắn ai trước đây? Mục tiêu bị đôi chi, cơ hội đây rồi. Hoài cơ, bắt được hắn rồi, hoài cơ. Cảm ơn các bạn, nhờ mọi người mà tôi đã học được bài học về tinh thần đồng đội. Dù có mạnh tới đâu, không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Ta sẽ cho hai người tắm thỏa thích. Lão độc ác, người ác như vậy, mai mốt ngươi sẽ bị súng răng cho coi. Cứ nguyền rủa đi những đứa trẻ ngỗ nghịch. Ta không phải là những đứa trẻ ngỗ nghịch. Hình như là tiếng của thằng đốm. Năng lượng của nó đang yếu dần. Có lẽ nó đang sắp kiệt sức rồi. Phải nhanh lên mới được. Ở gần đây thôi. Sao chúng ta dám bồi câu cái gì trời? Trò này không có vui chút nào đó ơi. Bạn mau nghĩ cách đi. Nè lại độc ác kia, lão đang làm gì hai đứa ta vậy? Ta đâu có làm gì các ngươi đâu. Chỉ là lấy các ngươi làm mồi nhử cá sấu mà thôi. Hả? Lâu lắm rồi ta chưa được vui như bây giờ. Ôi, đúng. Ba, cứu con. Bác ơi, cứu con đi. Tên biến thái độc ác kia, mau thả con trai của ta ra. Người muốn làm gì, mau thả chúng ra. Trẻ con tụi nó vô tội mà. Người định làm gì ta? Kẻ độc ác kia. Anh không nhận ra em sao anh hai? Anh hai, em là em út của anh đây. Anh không nhớ ra em sao? Chú út thất lạc ngày xưa đây sao? Dạ là em đây. Em nhớ nhà lắm anh hai. Là sao? Mình không hiểu gì hết á. Tại sao chú lại ác với bọn trẻ như vậy hả? Ngày xưa cũng vì em ngỗ nghịch bỏ nhà đi mà thất lạc gia đình. Em bị kẻ xấu đày đọa, cực khổ lắm. Người ta nói làm người dù khó khăn như thế nào cũng không được trở thành kẻ xấu mà. Sao chú lại xấu như vậy chứ? Ta không có ý hại các cháu, mà chỉ muốn cho các cháu biết một đứa trẻ ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi sẽ phải sống khổ cực như thế nào mà thôi. Con biết lỗi rồi ạ. Không có nơi nào tốt bằng nhà của mình đâu con à. Con hứa từ nay về sau sẽ không dám bỏ nhà đi nữa. Còn con sẽ học thật giỏi. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì bây giờ có ai còn muốn ở đây câu cá sấu với ta nữa hay không? Dạ không ạ. Dạ không. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sapa chơi. Ôi thích quá, thích quá. Hoan hô ba mẹ. Mà Sapa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sắp đồ đó nha. Dạ.
cái này. Đốm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Ôi, là lạnh quá. Sao ở đây lạnh quá? Sapa nằm ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Lại đây là con. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Không xin phép ba đốn như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu bà của đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à, súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, đúng rồi, chết rồi. Tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, mình đang lơ lửng nè. Bạn may thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn, bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay, ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh đi cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á. Bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kìa. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay về sau,
con không dám nghịch phái luật của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh thì mong con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè, anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi, con nhìn nó cũng được. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con nữa. Cho con một cây. Cây nào mạnh nhất, chút đi chú. Chút đi. Con cây. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đánh mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đó? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đốm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đốm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đốm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn hóa chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Bụng bự và tai to phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được nghe chưa? Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng lại cảnh giác nha. Khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự, hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi, quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi, hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này dám vào đây ăn cắp ổi hả? Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1, 2, 3. Nè, ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, ta với tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha. Phá nát cây ổi của tôi rồi mà.
không còn một trái, lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dữ vậy? Lần này không phạt nặng tụi con sẽ không chừa mà. À, thành thật xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trò mổi làm gì? Giờ không được ăn là cái chắc rồi. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lấy nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét. Ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Ê, chơi con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. Sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quắc à. Ta ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết sao, chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ba? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba, nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt ra ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai? Sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có lé mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê Đốm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đốm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Ừ. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó.
Ủa sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị ghé sau bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bò vàng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Ừ. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại, ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô, rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho, hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem máy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và bụng bự đi có sự theo dõi từ xa của bác. Nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Nhảy, sao mà cô hơn? Nhảy, Đốm cao hơn, mình cao hơn, cao hơn nhiều luôn. Ai cao hơn cây cà rem mày hả? Dĩ nhiên là cà rem cao hơn rồi. Đốm đúng là tham ăn hả? Vậy tao đâu không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bọn bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ. Đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm, bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bạn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên Đốm này dám quăng rác vào nhà mình. Đúng là tên Đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa? Sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, bắt quả tang ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng Đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tờ bụng bự dễ thương. Có phải thế không bị cáo Đốm? Thì rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi Đốm ạ. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tờ? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tòa gì tầm bậy quá vậy hả?
Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá à. Ui, sao đau đầu quá vậy nè? Cảm ơn bạn hay quá, ở bẩn, vứt rác bừa bãi, hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Xuất phát! À! Tới đi! Bắn nó! Bắn nó! Bé nè, bé nè. Mình thắng rồi. Mày cũng vậy, không còn một cái nào luôn á. Vui quá. Vui gì mà vui, không vui thế nào á. Hai bạn cao, còn mình thấp. Chơi cái này không công bằng gì trơn á. Ai biểu bạn thấp làm chi, bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu, tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con, ông có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu điều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả tay ra, thả tay ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết đó. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chưa không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ai da, đau quá. Mệt quá à. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng mày có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi! Ông thần mưa!
Hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông Hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn chị cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì các con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm, mình không nên phát lát với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi, mọi người hãy chơi lên đi nào. Có mưa rồi. Gió thổi theo hướng cành cây bị nghiêng, vậy đồ của ba cũng bị cuốn theo hướng đó. Ê, bụng bự, bạn đang làm gì đó? Mình mới mua lon nước, nhưng mà bị mất khoan rồi, không có mở được. Chuyện nhỏ. Hả? Hả? Đuổi theo! Đuổi theo! Không kịp rồi, phải tìm cách khác thôi. Theo mình biết một con đường tắt. Đi đường này, chúng ta sẽ chặn đầu chiếc xe tải. Đi qua hàng rào này là tới rồi. Đừng lo cho mình, bạn cứ tiếp tục chạy đi. Chỉ còn chiếc nón nữa là mình đã chưa tìm được toàn bộ tài sản của ba. Sắp xong rồi, cố lên. À, còn bụng bự. Ha 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 ha!
Yeah, mình sẽ có thế giới riêng của mình rồi. Mình sẽ đợi bạn đấy, không gặp không về, nhớ nha. Ai vậy ta? Ai vậy? Gấu nhỏ. Gấu nhỏ hả? Gấu nhỏ, sao mình không nhớ ra ta? Ghê thiệt, bụng bự có người hâm mộ nha. Không biết hâm mộ hay hâm dọa nữa. Bụng bự có muốn gặp lại gấu nhỏ không? Mình chỉ ai nay là không biết bạn gấu nhỏ có đến điểm hẹn không nữa. Với lại mình đã hẹn gì với bạn ấy ta? Mình muốn biết thì kiểm tra thôi. Tụi mình sẽ quay lại ký ức nào. Chắc bụng bự đã quên cách hẹn với mình rồi. Dù gì cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Bụng bự, tiếc là mình không còn cơ hội đi đưa món quà này cho bạn. Vậy là mình không đến điểm hẹn hả? Lúc đó mình làm gì vậy ta? Bạn có nhớ gì không bụng bự? Để mình chạy ra hỏi bạn đó. Bạn bước ra sẽ làm thay đổi quá khứ đó. Chúng ta là người hiện tại mà. Nhưng mà mình thấy ức chế quá à. Mình quay lại đây á là để hiểu rõ mọi việc mà. Đây là kính lúp vượt khoảng cách. Chỉ cần bạn tập trung nhìn vào và nghĩ đến điều bạn muốn thấy thì nó sẽ hiện lên. Đâu, để mình coi coi. Mình sốt ruột quá à. Bụng bự, đi ngủ đi con, trễ rồi đó. Dạ, con coi xong tập phim này á là con sẽ ngủ à. Phim hay quá à. Trời ơi, con nhỏ đợi như vậy mà hắn ở nhà ngồi coi phim hoạt hình kìa. Tức quá à, mình vô tâm quá à. Những ngôi sao này, điều gì bạn mà làm? Sao bạn lại không đến? Ngâu nhỏ, mình nợ bạn một lời xin lỗi. Tội bạn ấy quá à. Bạn đứng đây xin lỗi người ta cũng đâu có biết đâu. Có cách gì hay không đó. Chuyện hiện tại, phải quay lại hiện tại mới giải quyết được. Là bụng bự đúng không? Các bạn vào nhà đi. À, các bạn muốn biết chuyện trong ký ức à? Hồi đó mình bị gãy chân nên không có đi đâu được, rất là buồn chán. Nhà chỉ có mỗi mình lại không có bạn bè nên mình rất là cô đơn. Nè, gấu nhỏ, mỗi ngày trôi qua bạn có điều gì vui á thì gấp một ngôi sao đi ước nha. Nhờ bụng bự mà mình đã vượt qua được những ngày khó khăn đó. Mình thiệt là vô tâm, đã không đến điểm hẹn. Xin lỗi bạn nha gấu nhỏ. Mình cũng quên rồi. Nhờ vậy mà bây giờ mình lại có thêm hai người bạn nữa nè. Nè, đốm bụng bự, hai bạn có qua lời hứa nào với mình không đó? Có mà được à. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá. Mình rất thích. Cảm ơn các bạn nhiều. Bà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đến sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, ta siêng năng tập đàn, đi à. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Có học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc, đồ, rê, mi, fa, sol. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ?
Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi đồ rê pha pha rê. Trời ơi, mệt quá, sao mà chán vậy nè. Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi 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 son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay đốm sưng hết rồi. Đau quá, đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ. Đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba. Mẹ đã về rồi đây. Hai cha con xem mẹ đã mua được những gì nè. Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Hả? Hả? Hai cha con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nóng chật quá mẹ ơi. Con gọi vào, một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy. Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen tôi mà. Đây là mốt mới hả em? Nó giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Đốm, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham.